Địa tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 43 Tập 43 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 42 Trang 42 Mời xem kinh văn Như thị chi nhân Hiền kiếp thiên Phật diệt độ Cơ hủy chi báo Thượng tại A Tỳ Địa Ngục họ cực trọng tội vấn đề này chúng ta nhất định phải biết thật rõ ràng thật minh bạch tại vì sao việc kết tội đối với sự việc này lại nặng như vậy và trong xã hội hiện nay người tạo loại nghiệp này chúng ta thường xuyên có thể nghe thấy có khi cũng có thể nhìn thấy mọi người đều rất xem nhẹ sự việc này cho rằng đây là mê tín thì những việc mê tín này cần phải nên trừ bỏ đâu biết là sẽ bị quả báo nghiêm trọng như vậy phỉ bán tam bảo bất luận là bạn cố ý hay vô ý đều bị tội nặng trong tất cả nghiệp ác không có nghiệp nào nặng hơn nghiệp này nguyên nhân của nó Đúng như lời Phật nói trên Kinh Tam Bảo là con mắt của trời người Tam Bảo là nhân duyên Được độ của chúng sanh Bạn đoạn dứt mất cơ hội Được độ của tất cả chúng sanh Cho nên tội này rất nặng Bạn giết hại một người Giết hại mạng sống của con người Trên Kinh nói 49 ngày họ lại đi đầu thai rồi Cho nên tội giết mạng sống Thì nhỏ Còn đoạn giết quệ mạng của chúng sanh Là lớn nhất Họ có được thân người Nếu như Phước báo nhân gian của họ Vẫn chưa có hưởng hết vẫn còn cái phước nhân thiên Bằng giết hại họ Họ nhanh chóng được lại thân người Vì phước báo của họ chưa có hưởng xong Nên họ phải tiếp tục đến hưởng phước Người phước báo lớn Thì nhanh chóng sẽ có được thân người Mấy ngày sau họ lại đến đầu thai rồi Người phước báo kém một chút Cũng không quá 49 ngày Như trên kinh nói Họ liền lại quay về nhân gian Đây là chứng tỏ Tội giết mạng sống Không nặng Nhưng Cơ hội Gặp được Phật Pháp này rất khó Trong kệ khai kinh nói Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp Lời nói này là thật không phải là giả Bạn được thân người bạn chưa chắc Có thể có cơ hội nghe được Phật Pháp Hướng hồ diệt được thân người là rất khó khăn Thời gian Phật xuất hiện ở thế gian Không dài Thời gian không có Phật Pháp quá dài quá dài bạn làm sao có thể sanh vào đúng khoảng thời gian phật ra đời phật ở trên kinh nói với chúng ta một người tu hành thành phật phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp thời gian này quá dài quá dài rồi tại vì sao phải cần thời gian dài như vậy chính là trong quá trình bạn tu học thời gian bạn có cơ duyên gặp được phật pháp rất ít thời gian không có cơ duyên thì nhiều không có cơ duyên bạn sẽ bị thói chuyển bạn lại bị đọa lạc gặp được phật pháp vậy là trở lại tiếp tục làm tiếp nên không liên tục thời gian tu thì ngắn thời gian bị gián đoạn thì dài cho nên mới cần ba đại a tăng kỳ kiếp cần thời gian dài như vậy nếu như tu hành liên tục không gián đoạn thì đâu cần thời gian dài như vậy là không cần thiết tam bảo là cơ duyên để chúng sanh nghe pháp tu học được độ Người sáng tạo ra cơ duyên Công đức vô lượng vô biên Sáng tạo ra cơ duyên là để lợi ích chúng sanh Chứ không phải để lợi ích cho mình Nói thật ra Vì chúng sanh Thì chính mình mới thật sự được đại lợi ích Còn vì mình thì được lợi ích rất nhỏ rất nhỏ nơi đây xây dựng niệm phật đường những đồng tu pháp sư dẫn chúng ở trong niệm phật đường này tối hôm qua tôi nói với họ Niệm Phật đường này có phải là của khu vực này hay không? Không phải. Niệm Phật đường này là Niệm Phật đường Tịnh Tông của toàn thế giới. Đồng tu trên trái đất này của chúng ta, phát tâm niệm Phật cầu giảng sanh đều có thể đến Niệm Phật đường này để niệm Phật để tham quan học tập Cho nên nó là niệm Phật đường của toàn thế giới Tâm lượng của bạn cần mở rộng Tâm nhìn của bạn phải dài lâu Sau đó mới biết được Sứ mệnh rất nặng nề Nhất định phải làm tốt sự việc này làm thế nào mới có thể làm được thiện mỹ đến cùng tổ? Tôi nhắc nhở mọi người, hàng ngày phải cải tiến. Không được làm theo ý của mình. Mỗi ngày phải điều chỉnh lẫn nhau. Mỗi ngày phải thỉnh giáo mọi người. bởi vì mình rất khó phát hiện khuyết điểm của mình phải dùng tâm chân thành thỉnh giáo người khác đồng tu đến niệm phật đường có chỗ nào cảm thấy không thuận tiện xin họ nói ra chúng ta liền lập tức cải thiện mỗi ngày đều phải thỉnh giáo cải tiến mỗi ngày một ngày không cải tiến Thì một ngày không có tiến bộ Bạn muốn hỏi đến khi nào Mới có thể cải tiến được viên mãn nhất Mọi người đều thành Phật Mọi người chưa thành Phật Vẫn còn ở quả vị Bồ Tát Đẳng Giác Thì vẫn phải cầu cải tiến Vẫn phải cầu người khác phê bình Vẫn phải xin người chỉ giáo sự việc này mới có thể làm đến thiên mỹ tột cùng cố chấp thành kiến của mình không tiếp nhận sự phê bình của người khác thì đạo tràng này làm sao có thể tiến bộ được chứ làm sao có thể đúng như pháp được nếu như muốn hỏi tinh thần của niệm phật đường cư sĩ lâm singapore ở chỗ nào tinh thần của nó là sẵn lòng vui vẻ tiếp nhận phê bình mạnh dạn sửa chữa lỗi lầm điều này rất tuyệt vời bất luận người nào đến nơi này niệm phật đều có thể đưa ra ý kiến của họ điều hiếm có nhất của thường trụ nơi đây là có thể tiếp nhận ý kiến nghiêm túc sửa đổi. Đây là tinh thần bồ tát, tinh thần của người giác ngộ. Người không giác ngộ không thể làm được. Người giác ngộ chân thật làm được. Chúng ta là gì phục vụ chúng sanh, vì phục vụ tất cả người niệm phật nhất định tạo điều kiện cho họ ở nơi này niệm Phật thật thoải mái, niệm Phật thật tự tại, niệm thật quan nghĩ, niệm được thọ dụng chân thật, thọ dụng là được tâm thanh tịnh, được niệm Phật tam muội thành tựu công đức chân thật đạo tràng này nếu bạn khen ngợi lễ kính cúng dường sẽ được vô lượng phước Nếu như bạn phỉ bán Chướng ngại Thì lỗi lầm đó Giống như trên kinh nói là Thọ tội cực nặng Ở địa ngục A Tỳ rồi Cho nên lý và sự Đều phải hiểu rõ ràng Đều phải sáng tỏ không được phê bình tùy tiện Không nên tùy ý khinh mạn Mà tổn phước của mình Pháp Sư Thanh Liên trong chú giải cũng nói rất hay vừa mở đầu chú giải ngày nói nóng nảy ương bướng thành tánh so đo khinh bạc thương tình đây chính là nói một loại tập khí khinh mạng khinh mạng người khác nói thật ra vẫn là có cống cao ngã mạng loại tập khí tự cho mình là đúng đối với tất cả các pháp thế gian không mong cầu hiểu sâu dựa theo cái nhìn thô thiển của mình không biết sự sâu rộng đích thực của đạo phật dùng lời thiển cận khinh bạc của thế gian muốn khởi tâm đố kỵ phỉ bán gốc đạo hạng người này sẽ gặp quả báo như vậy sau cùng ngài trích dẫn mấy câu nói trong kinh hưng khởi hạnh người phỉ bán pháp mang tội nghiệp cực nặng đọa ba đường ác khó có thể thoát ra trong tất cả tội không có tội nào nặng hơn tội này các vị thử nghĩ xem ngược lại trong phẩm hạnh nguyện phổ hiền nói với chúng ta trong hết thảy cúng dường thì cúng dường pháp là quý nhất công đức lớn nhất là cúng dường pháp thế thì tội phỉ bán pháp đương nhiên là cực nặng rồi đây là đạo lý nhất định rồi đây là đạo tràng chánh pháp cúng dường rất ít cũng được đại phước đạo lý và sự thật này chúng ta phải biết xem tiếp kinh văn dưới đây Quá thị kiếp dĩ Phương thọ ngạ quỷ Thọ xong tội báo trong địa ngục rồi Thời gian thọ tội trong địa ngục Là dùng kiếp để tính Phần trước chúng ta đã thấy qua Địa ngục đều là vô số kiếp Chứ không phải tính bằng năm Kiếp dài như vậy Báo hết tội báo rồi Sau đó mới thọ thân ngạ quỷ Quỷ cũng rất khổ Hữu kinh thiên kiếp Phục thọ xúc sanh Ở trong cõi ngạ quỷ Làm ngạ quỷ bao lâu? Một nghìn kiếp Sau đó mới đọa xúc sanh Lại trải qua nghìn kiếp Trong cõi xúc sanh như vậy mới có thể được thân người sự việc này chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ cho nên khi phạm sai lầm thọ quả báo tương lai được thân người trở lại bạn thử xem bao lâu được thân người chưa chắc gặp được phật pháp cho dù gặp được phật pháp tu hành trở lại bạn thử nghĩ xem thành phật có phải là ba đại a tăng kỳ kiếp không đạo lý là chỗ này nếu như đời đời kiếp kiếp gặp được phật pháp đời đời kiếp kiếp tu hành thì thành phật sẽ rất nhanh vấn đề là bạn rất khó không bị phạm sai lầm khi bạn phạm sai lầm bạn phải thọ quả báo ở đây phật bồ tát nói mỗi câu đều là lời chân thật tuyệt đối không phải để hù dọa người tuyệt đối không phải lừa gạt bạn tôi phía trước đã từng nói qua với các chị, cho dù là mê tín, họ cũng được phước. vì sao chị? bởi vì pháp là chánh pháp. nếu như pháp là tà pháp, khi bạn mê tín thì đương nhiên là không được phước. tà pháp cho dù là chánh tính cũng không thể được phước. cho nên bạn nhất định phải hiểu bản chất của pháp thuần chánh vô tà có thể khiến tất cả chúng sanh thành vô thượng đạo tất cả pháp còn như vậy huống hộ pháp môn tịnh tông pháp môn tịnh tông thù thắng nhất trong tất cả pháp tại vì sao nó thù thắng nhất vậy nó có thể khiến tất cả chúng sanh bình đẳng thành phật vậy là ngoài sức tưởng tượng rồi trong bất kỳ pháp môn nào cũng không có cách gì khiến chúng sanh bình đẳng thành phật được chỉ có tịnh tông là bình đẳng thành phật phỉ bán tịnh tông chướng ngại tịnh tông thì tội lỗi nặng hơn không biết bao nhiêu lần so với tội phía trên đó là đạo lý nhất định việc này hoàn toàn không khó hiểu cho nên phỉ bán tịnh tông chướng ngại người niệm phật chướng ngại người cầu sanh tịnh độ lại không biết phải tăng thêm gấp bao nhiêu nghìn lần giảm lần so với tội này Không phải tính là gấp 1, gấp 2, gấp 10 Không phải vậy Mà là nghìn giảng ức lần Đây là nói họ có được lại thân người từ trong tội báo Túng thọ nhân thân bần cùng hạ tiện Chưa căn bất cụ Đa bị ác nghiệp Lai kết kỳ tâm Bất cử chi gian phục đọa ác đạo Vậy mới biết Đọa vào trong ác đạo Muốn thoát ra là quá khó Quá khó Không phải không thể thoát ra Thời gian quá dài Mỗi lần đem tập khí ác đạo giảm một chút Nhất định phải giảm đến Trình độ nhất định Mới có thể được thân người Mới có thể có cơ hội gặp được Phật Pháp Họ mới sanh tâm quan hỷ Trên Kinh nói những sự việc này Mỗi đồng tu chúng ta đều đã làm qua Không biết đã làm bao nhiêu lần rồi Cho nên chúng ta xem thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ Những người theo A Xà Vương Tử Phật nói trong đời quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Bạn nên biết họ cúng dường 400 ức Phật, họ bị đọa địa ngục bao nhiêu lần rồi. Nếu như họ không có làm qua những tội báo này, những sự việc này cúng dường 400 ức Phật, xin thưa với các vị, cúng dường bốn vị Phật họ đủ tiêu chuẩn thành Phật rồi. Mới biết được Chúng ta khởi niệm ác Tạo tác nghiệp ác Quá dễ dàng Tại vì sao lại làm việc này Trong a la gia thức Hàm chứa hạt giống tập khí Nghiệp từ vô lượng kiếp Bên ngoài gặp phải những việc này Hơi có chút bất như ý Thì ý nghĩ ác liền khởi lên ngay họ liền thực hiện cái việc phỉ bán này ngay tạo tác những nghiệp nặng này thì đâu có lý nào không đọa địa ngục chứ nếu không muốn đọa địa ngục được mau mau sám hối nhưng lúc hơi thở hiện nay của bạn vẫn chưa dứt thì vẫn còn kịp mà sám hối chỉ có cầu a di đà Phật Cầu Pháp môn khác thì vô phương Vẫn là không thể tránh khỏi bị đọa lạc Phải thọ máu Chỉ có cầu a di đà Phật Tu Pháp sám hối giảng sanh Lập tức sửa chữa lỗi lầm Trước đây phỉ bán Hiện đây cố hết sức khen ngợi Vậy mới có thể quay đầu lại kịp Trước đây chướng ngại người khác tu học Hiện nay nghĩ mọi cách Khuyến khích người khác tu học Trước đây chướng ngại những người nào Hiện nay tìm những người đó lại Sám hối với họ Tôi trước đây sai rồi Hiện nay gấp rút chăm chỉ nỗ lực tu học Vậy mới được Mà mới có thể bù đắp lại được Nếu như chướng ngại quá nhiều người Như này phiền phức lớn rồi Cho nên đoạn kinh văn này Chúng ta dứt khoát không được lơ là Không được sơ ý Phải thường xuyên Ghi nhớ ở trong tâm Tuyệt đối không được làm Nhân duyên chướng ngại đạo xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây thị cố phổ quản cơ hủy tha nhân cúng dường thượng hoạch thử báo hà huống biệt sanh ác kiến hủy diệt đây là nói mức độ nhẹ đây là chướng ngại người khác tu cúng dường đều bị quả báo nặng như vậy nếu như là ác ý nữa Dùng tâm sân hận Tâm ác Để phá diệt Phật Pháp Thì tội đó sẽ nặng hơn Đoạn này là nói Quả báo Chê bai phỉ bán tam bảo xem tiếp đoạn này dưới đây đoạn này là nói sanh bệnh bệnh kéo dài đây là việc rất đau khổ ở trong xã hội chúng ta nhìn thấy rất nhiều phục thứ phổ quản nhược vị lai thế hữu nam tử nữ nhân Cửu xứ sàn chậm Cầu sanh cầu tử liễu bất khả đắc Đây là một việc Hoặc Dạ mộng ác quỷ nải cập gia thân Đây là việc thứ hai Đêm nằm thấy ác mộng thường xuyên thấy ác mộng, đây không phải là chuyện tốt, cũng rất đau khổ, hoặc du hiểm đạo, hoặc đa im mị, cộng quỷ thần du, đây là sự việc thứ ba. Mấy câu phía sau này là tổng kết. Nhật Nguyệt Tuế Thâm chuyển phục uông Sái miên trung khiếu khổ thảm thê bất lạc giả đây là nói tình trạng bệnh lâu ngày loại thứ nhất chúng ta hiện nay gọi là bệnh của người già danh từ hiện nay gọi là bệnh sa sút trí tuệ người già nếu nghiêm trọng người hiện nay cũng gọi là người thực vật họ chỉ thở thoi thớp quả thật là cầu sống không được muốn chết cũng không xong chúng tôi gặp rất nhiều nằm ở trên giường bảy tám năm mười mấy năm Người cả nhà phải chăm sóc Đại khái bị loại bệnh này Đều là tương đối giàu có Khi về già bị bệnh này Chi phí thuốc men Chữa trị vô cùng tốn kém Ngày đêm ba ca y tá đến chăm sóc đây là bệnh nhà giàu Tôi đã từng gặp một đồng tu Người già trong gia đình anh ấy bị bệnh này Đã 7-8 năm rồi Đến mức không biết gì cả Con cái thân thuộc trong gia đình Người này cũng không nhận ra Hỏi ông, ông cho biết con là ai không? Ngươi là ai? Ông đều không biết Nên người trong nhà đến hỏi tôi Bệnh như thế này Cầu Phật Bồ Tát có lợi ích gì không? Có lợi ích Hỏi anh có chịu tin hay không bà thôi Tại vì sao ông ta không đi? trong ngạn ngữ thường nói lộc tận thì nhân vong ông là người chết mà lộc thì vẫn còn hay nói cách khác phước báo của ông chưa hưởng hết hoặc giả là tuổi thọ hết rồi mà phước báo vẫn chưa hưởng hết vậy làm thế nào nên phải nằm trên giường mà hưởng nếu như hiểu rõ đạo lý này chi phí chữa trị một năm ông ta tốn bao nhiêu bạn đem toàn bộ số tiền này đi làm việc tốt cho ông đem số tiền đó đóng góp làm việc tốt một là nếu như ông vẫn còn tuổi thọ thì người này sẽ dần dần hồi phục khỏe mạnh liền khỏe ngay nếu như tuổi thọ hết rồi thì ông ta sẽ qua đời ông qua đời rồi ông sẽ sanh giàu cõi lành vì ông mà tích đại phước. Thế nhưng nếu bạn không tin, nếu bạn sợ người ta lừa gạt tiền của bạn thì được rồi, bạn cứ mời y tá chi tiêu dần dần vậy. Chúng tôi thấy rất rõ ràng, hiểu được đạo lý này. Bình thường nếu như bạn muốn khỏe mạnh trường thọ nếu muốn giảm bớt bệnh tật bạn cần phải đem số tiền mà bạn nghĩ khi bạn bị bệnh phải chi trả bạn đem số tiền này quyên tặng quyên tặng cho những người bị bệnh khổ đó quyên góp làm chi phí chữa trị thuốc men cho những người nghèo khổ đó thì bạn sẽ không sanh bệnh vì phí chữa trị thuốc men khi bạn bị bệnh chi trả đã hết rồi đã quyên tặng cho người khác rồi người khác bị bệnh thay bạn bạn sẽ không bị bệnh rồi có rất nhiều người dành dụm một số tiền chuẩn bị cho lúc về già sanh bệnh họ làm sao mà không sanh bệnh được chứ bạn đã nghĩ kỹ rồi dành dụm phí chữa trị càng nhiều thì thời gian bệnh sẽ càng dài càng nặng chẳng phải đạo lý là như vậy sao cho nên tôi thường hay khuyên mọi người mỗi một năm cần phải đem phí chữa trị bệnh mà quyên tặng đi tôi trước đây ở trong các buổi giảng tôi khuyên mọi người tu phước nên làm ba việc in kinh nhất định là việc tốt không có tác dụng phụ không có tai hại gì Giúp đỡ người bệnh khổ Thứ ba là phóng xanh Đây là điều tôi hết sức đề sướng Ăn chay phóng xanh Tôi cũng là tu sám hối Lúc nhỏ thích săn bắn Sát xanh rất nặng Nghiệp sát rất nặng sau khi học Phật Hiểu rõ rồi Đặc biệt là đọc Kinh Địa Tạng Biết được quả báo của nghiệp sát sanh Rất nghiêm trọng Cho nên sau khi đọc Kinh này rồi Thì không dám ăn thịt nữa Không những trường chay Mà lại thêm toàn tâm toàn lực phóng sanh Tu Pháp sám hối Ba việc này nhất định là việc tốt Tuyệt đối Không có ảnh hưởng xấu Nếu như nói là chúng ta xây một ngôi chùa Đó không nhất định là việc tốt Nếu như ngôi chùa này xây xong rồi Trú chúng ở trong đó Tứ chúng đệ tử tại gia xuất gia Tu hành đúng như Pháp là một đạo tràng tốt chân thật Thì công đức đó là vô lượng Nếu như sau khi đạo tràng xây xong rồi Tới chúng đệ tử hàng ngày đánh nhau Tranh danh đoạt lợi Thì đạo tràng mà bạn xây đó là Tạo tác tội nghiệp rồi Bạn khiến cho những người này đọa địa ngục Thì đâu có lý nào bạn không đọa địa ngục Cho nên chưa chắc là phước cả đời tôi không dám để sướng. Nếu như gặp được đạo tràng chánh pháp thì phước đức cúng dường đó là vô lượng vô biên. Tôi trong đời này rất ít nhìn thấy đạo tràng chánh pháp. Năm xưa tôi chỉ nhìn thấy núi Đại Dự. Chùa Bửu Liên, núi Đại Dự, Hồng Kông Là đạo tràng của Pháp Sư Thánh Nhất Năm 1977 Ngày mời tôi đến viếng thăm Mỗi ngày Thiền đường tọa hương theo quy củ Lúc đó chỗ ngài có hơn 40 người tọa thiền Vẫn có thể duy trì được đạo phong thật hiếm có cả đời tôi chỉ nhìn thấy được một chỗ là thật làm làm mỗi ngày hôm nay chúng ta ở nơi đây điều này cũng không ngờ cư sĩ lâm là đạo tràng chánh pháp điều này thật bất ngờ Tôi ở Đài Loan nhiều năm như vậy, xây dựng đồ thư quán, tôi không dám nói đồ thư quán là đạo tràng chánh pháp, không dám nói. Đồ thư quán làm sự nghiệp Phật pháp lợi sanh. Thật sự là chúng tôi hết lòng hết sức đang làm. Nhưng nói đến tu đạo thì chúng tôi chưa có thật sự làm. Ở trong đây đủ thứ chướng duyên Chúng tôi thực sự là muốn làm Khi muốn làm thì có chướng ngại rồi Duyên không chính mùi Ở đây là Chúng sanh ở nơi này Thời tiết nhân duyên chính mùi rồi Thật sự có chư Phật hộ niệm bồ tát lãnh đạo cho nên mới có thể thành tựu đạo tràng chánh pháp thật không dễ dàng trên kinh thường nói trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được ở thời đại này mà xuất hiện được đạo tràng như thế này thì thật là vô cùng vô cùng hy hữu chúng ta ngày nay gieo phước đương nhiên đây là ruộng phước chân thật rồi cho nên tất cả đại chúng cúng dường đến tôi tôi đều chuyển toàn bộ đến nơi đó ruộng phước thù thắng hiếm có như vậy bạn cúng dường cho tôi tôi chuyển đi gieo phước thay cho các bạn rồi bạn cúng dường cho tôi không có phước bạn cúng dường đạo tràng này thì phước báo không cùng tận rồi dù một đồng một xu cũng là công đức chân thật phước báo vô biên đạo tràng phải nhìn xem trong đây có đạo hay không đã nó thật sự có đạo phong có phong cách học tập thì đây là đạo tràng chân chánh chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà hậu trì cúng dường đời sau chúng ta có đại phước báo ruộng phước này ta gieo không có sai nếu như đạo tràng đó là đạo tràng đấu tranh chúng ta bỏ tiền bỏ sức ở chỗ đó ta đang tạo tội chứ không phải gieo phước rồi tôi năm xưa giảng kinh ở đài loan cũng gặp được một đạo tràng Giảng ở nơi đó không bao lâu Đại khái khoảng hơn một tháng Người xuất gia trong đó Cãi nhau Ngày ngày đều cãi nhau Vì sao cãi nhau vậy? Tranh chức chấp sự Đạo tràng này xây mới không được bao lâu Đại khái là khoảng một hai năm Họ khởi công xây dựng là do lão sư phụ Bảo mấy người đệ tử Đi hóa duyên khắp nơi ở Đài Loan Về xây đạo trà Sau khi xây xong Đương nhiên mọi người Không có ai tranh cái địa vị này Của lão sư phụ Đệ tử của ông không nở tranh Họ chỉ tranh chức đương gia chức tri khách, chức giám diện. Nói tôi đã hóa duyên được bao nhiêu tiền nên tôi phải giữ chức này. Người kia nói là họ hóa duyên được bao nhiêu tiền nên họ phải là chức gì. Hằng ngày cãi nhau ầm ĩ không thôi. Không thể trật tự. Họ vẫn mời tôi đến giảng kinh. Tôi về đến đại trung liên kể lại với lão sư Lý. Lão sư Lý bảo, thôi đi, về đi, đừng đi nữa. Tôi nói kinh đó mới giảng một nửa. Thầy bảo không sao cả. Tôi liền dâng theo lời thầy. Nên kinh đó chưa giảng xong. Đại khái giảng được một phần ba Thì không giảng nữa Lão sư nói nơi này là nơi thị phi Không nên đi Những người bỏ tiền bỏ sức này Là không có gieo đúng ruộng phước Đích thực là tạo nghiệp rồi Lý lão sư có khi giảng kinh Cũng nhắc nhở chúng tôi Lão sư nói mọi người đồng tâm hiệp lực Đi hóa duyên khắp nơi Xây đạo trà Lúc đó là Bồ Tát Khuyên người ta tu phước Sau khi đạo tràng xây xong rồi Thì biến thành la sát Là tranh quyền đoạt lợi Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này Quá nhiều quá nhiều rồi Cho nên nghĩ đến cả đời ấn quan đại sư Không xây đạo tràng Cả một đời không thu nhận đệ tử xuất gia Không truyền giới Tôi nghĩ thấy rất có đạo lý Thời đó tôi chưa có xuất gia Đọc Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Nhận được sự giáo huấn của Lý Lão Sư Nên tôi rất muốn học theo Ấn Quang Pháp Sư Cả đời tôi không có say đạo trà Nghĩ mình không có phước không nên tạo tội nghiệp không nên thọ quả báo này rất đáng sợ cả đời không thu nhận đệ tử xuất gia các vị hiện nay xuất gia với tôi là không phải với tôi mà là xuất gia với quán trưởng là quán trưởng thu nhận chứ tôi không có thu nhận hàng quán trưởng mới thật sự là hòa thượng y chỉ của các bạn bà là dùng danh nghĩa của tôi để xây đạo trà sau khi bà giảng sanh đương nhiên việc tu học của các bạn tôi không thể không quan tâm vì mặt đạo nghĩa nhất định phải quan tâm điều này nhất định phải biết tôi truyền thụ cho người ta chỉ truyền thụ tam quy ngũ giới còn những thứ khác không dám truyền thụ. Chỉ sợ tạo tác. Không đúng như pháp thì phải chịu quả báo. Những sự lý này chúng ta đều phải biết rõ, đều phải sáng tỏ. Nhất định phải chăm chỉ nỗ lực tu học. Trong đời này nhất định phải cầu sanh Tịnh độ. những chuyện về quả báo này chúng tôi đã từng gặp bệnh kém trí nhớ người già bạn có thể đảm bảo bản thân bạn không bị không người xuất gia lão hòa thượng tuổi già bị bệnh kém trí nhớ chúng tôi đã thấy rồi lần này tôi đến hồng kông tôi có hỏi thăm trước đây có một vị đồng tham lớn tuổi là pháp sư năng từ mỗi lần tôi đến hồng kông thầy đều tiếp đãi tôi lần này khi đến tôi liền hỏi pháp sư trí tuệ là trụ trì chùa bảo liên bởi vì trước đây pháp sư năng từ có trú tại những liêu phòng này của chùa bảo liên Tôi hỏi vị lão Pháp Sư này có còn không? Tầm khoảng 8-90 tuổi Thầy báo vẫn còn Hiện nay sư ấy bị bệnh kém trí nhớ của người già Cơ thể cứng đơ Không thể tự ăn cơm được Phải có người đúc Hiện nay đang ở viện dưỡng lão Rất là đáng thương Ông là xuất gia lúc tuổi trung niên Hơn 40 tuổi mới xuất gia Năm xưa Theo Pháp Sư Đàm Hư Pháp Sư Đàm Hư giảng kinh ở Hồng Kông Rất nhiều bài giảng là do ông ấy viết lại Ngày viết bút ký ghi chép Thông đạt kinh giáo Khi về già cũng thật thà niệm Phật Vì sao lại bị bệnh này vậy? Vì vọng tưởng quá nhiều ông là người an quy kể ra là đồng hương với tôi cho nên vừa đến nơi ông liền tìm tôi tìm tôi làm gì để nói chuyện đều là những chuyện trước đây nói không hết tâm không thanh tịnh tôi khuyên ông ông cũng biết không cần tôi khuyên vừa nhắc đến thì ông biết rồi đâu phải ông không biết chứ chỉ buông không được mà thôi do tập khí quá nặng quá sâu trong số lão pháp sư người phạm tật xấu này thực sự không ít người tôi gặp đều rất hợp ý với tôi nhưng nói lời vô ích quá nhiều bạn nói xem có cách gì bây giờ chứ thích nói nhiều tại vì sao không đi giảng kinh họ không phải không biết giảng giảng được viết được mà không chịu giảng không chịu phát tâm giảng nên nghiệp chướng không thể tiêu nổi rồi bản thân tôi nghiệp chướng cũng rất sâu nặng là nhờ giảng kinh mà tiêu hết khi tôi không giảng kinh thì cũng rất ít nói chuyện tôi không biết nói chuyện Nhất là nói lời khách sáo xã giao Là tôi hoàn toàn không biết Đây có lẽ là cho tôi đã trải qua Một cuộc sống đơn thuần Còn họ thì có cuộc sống xã hội Tương đối phong phú Tiếp xúc người và việc quá nhiều Tôi thì vô cùng đơn thuần Sau khi tốt nghiệp ở trường học Công việc tôi làm là công việc văn phòng Công việc văn phòng thì ghi chép mỗi ngày Ngoài công việc ra Tôi thích đọc sách Tôi cũng không biết đi chơi Những nơi vui chơi hầu như Tôi không hề bước đến Cho nên nơi tôi đến Cũng rất đơn thuần Một là thư viện hay là tiệm sách Là nơi tôi thường hay dạo đến Còn nơi khác thì rất ít đến Tiếp xúc những người này Đều là những vị giáo sư già Có học vấn Có đức hạnh Tôi thích gần gũi họ đời sống của tôi rất đơn giản sau khi xuất gia có thể nói vừa xuất gia liền giảng kinh dạy phật học viện tôi xuất gia chưa được mấy ngày thì pháp sư bạch thánh liền mời tôi đi dạy phật học viện lúc đó dạy phật học viện Bài vở dạy phải chuẩn bị đầy đủ Là giống như các bạn hiện nay vậy Làm gì có thời gian để nghỉ ngợi lung tung Giảng kinh dạy học suốt cả một đời Nên vô cùng đơn thuần Mọi thứ xả giao Không có cách gì sánh với người khác được Cho nên ít vọng tưởng Ít vọng niệm Nói lời thừa Cũng ít đi như vậy mới có thể chuyển nghiệp chướng của mình hoặc dạ mộng ác quỷ nải cặp gia thân hoặc du điểm đạo hoặc đa im mị cộng quỷ thần du đoạn này tôi cũng đã trải qua rồi trước đây thường có nhất là gặp phải yểm quỷ bóng đè tức là gặp phải yểm quỷ yểm quỷ cũng là một loại trong bát bộ quỷ thần chúng ta đọc thấy ở trên kinh khi bị quỷ đè trong tâm biết rất rõ ràng mà người không thể động đậy được trước đây là thường bị nhất là nhà mình ở thông thường người thế gian gọi là không sạch sẽ là trong nhà có quỷ gặp phải những chuyện này phần lớn là thời vận của mình tương đối bị xa xúc Khi con người gặp giận may Thì những quỷ thần này không dám động đến bạn Chúng lánh xa bạn Khi thời giận bạn suy Chúng sẽ ức hiếp bạn Cho nên gặp phải yếm quỷ là biết Biết mình không có giận may Nên bị nó ức hiếp Sau khi học Phật Thì những chuyện này dần dần giảm bớt Đại khái 10 năm đầu học Phật Là vẫn còn Sau 10 năm Thì chuyện này không còn nữa Cho nên Tu học thật sự là có hiệu quả Bạn nhìn thấy Chính bạn có tiến bộ hay không Công phu có đắc lực hay không Bạn so với trước khi chưa có học Phật hoặc giả dạ, so với lúc vừa mới học Phật Thử so sánh liền biết được ngay Trước đây những cơn ác mộng rất nhiều Khi nằm mộng thì thấy lung tung Vì sau tuy là có mộng Nhưng mộng rất sáng suốt Trong mộng là gần giống như đời sống bình thường vậy Vậy là có tiến bộ rất nhiều rồi Nếu như thường hay mộng thấy Phật Bồ Tát Chúng tôi giảng kinh thuyết Pháp Thường hay mộng thấy giảng kinh thuyết Pháp Đây là việc tốt Cũng có thể nhìn thấy Chỗ công phu tu học đắc lực của mình Sau cùng đây là nói tình trạng bệnh khổ Đoạn này Pháp Sư Thanh Liên ở trong chú giải cũng nói rất tương tận rồi nghe nói ở trong kinh phật thuyết y nói bốn bệnh của con người gồm đất nước gió lửa đây chính là chúng ta thường nói là tứ đại bất hòa nói đến chỗ này thì con người là loài ăn ngũ cốc lương thực đâu có lý nào không bị bệnh được tôi ở phần trước đã từng báo cáo qua với các vị đồng tu rồi nguồn gốc của bệnh tật thứ nhất là ăn uống ăn uống chính là đời sống vật chất của chúng ta nếu không cẩn thận không lưu ý sẽ nhiễm phải những loại bệnh tật này đây là loại thứ nhất loại thứ hai là oan gia trái chủ giống như trong đây nói mộng thấy ác quỷ người thân quyến thuộc vậy người thân chính là người thân quyến thuộc trước đây đã chết rồi đã qua đời rồi hoặc mộng thấy đến những nơi nguy hiểm hay ngủ bị bóng đè những điều này đều có quan hệ với oan gia trái chủ thuộc về bệnh oan nghiệp phàm có loại hiện tượng này chúng ta nhất định phải chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện sửa chữa lỗi lầm thật thà niệm phật vì sao vậy có những chuyện này là thời vận của chúng ta bị suy rồi Khí không thịnh dưỡng Nếu như thời giận của bạn hanh thông Khí thịnh dưỡng Thì những ác quỷ ác thần này Họ sẽ tránh xa bạn Mặc dù trước đây Có chuyện xích mít Họ cũng không dám đến kiếm chuyện với bạn vào lúc này Họ biết tránh né Nhất định đợi đến Khi thời giận bạn suy yếu rồi Họ sẽ đến Cho nên gặp phải chuyện này là biết khí dạng của chúng ta lúc này đã suy nhất định phải nỗ lực cố gắng mà tu học. Loại thứ ba là bệnh nghiệp chướng. Phía trước nói đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được. Đây là bệnh nghiệp chướng. Bệnh này thì vô phương, thuốc thang chữa trị cũng không thể giúp được. Siêu độ. Tiêu tai miễn nạn cũng không có tác dụng gì Không thể tiêu được Dựa vào sức của người khác không thể tiêu nổi Phải dựa vào chính mình sám hối Sức mạnh của sám hối là quá lớn quá lớn Chúng sanh tạo tác ác nghiệp Đây là nguồn gốc đích thực của bệnh tật Cho nên Phật Bồ Tát A-la-hán Các ngài không tạo ác nghiệp Đây là nguyên nhân tại vì sao họ không bị bệnh Đạo lý là ở chỗ này Phật Bồ Tát nếu bị bệnh Đó là thị hiện, đó là hoàng pháp Giống như cư sĩ Duy Ma thị hiện bệnh vậy Đó là hoàng pháp lợi sanh Ông không phải thật sự bị bệnh Ông không thể bị bệnh được Ông không có lý do bị bệnh tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm ý niệm nhỏ thì mình không biết chúng ta sau khi học phật đọc kinh rồi mới biết có sự việc như vậy ý nghĩ rất nhỏ yếu ớt đi nữa nếu như ý nghĩ này không phải là thiện niệm ý nghĩ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu như là ý nghĩ ác cực nặng nó sẽ làm thay đổi thể chất hiện nay nhà khoa học và những thầy thuốc hiện đại cũng đã dần dần hiểu rõ đạo lý này cho nên người tâm lý khỏe mạnh người tâm trạng ổn định người tâm trạng tốt họ bị bệnh nghiêm trọng đi nữa thì sức khỏe cũng rất dễ dàng hồi phục người bình thường cho rằng đây là kỳ tích thực ra đây đâu phải là kỳ tích là có đạo lý Mọi người biết Rất rõ ràng Cư sĩ Lý Mộc Nguyên Đó là một tấm gương rất tốt Mười năm trước ông bị ung thư Hiện tại những hồ sơ bệnh lý đó của ông đều còn đó Phim X-Quang ông chụp Dường như có hơn 30 tấm Ông đều đem ra cho tôi xem Trong lục phủ ngũ tạng đều có tế bào ung thư Bác sĩ nói Ông chỉ còn sống được 3 tháng nữa Nhưng nhất là 6 tháng Bệnh đó thật sự là hết cứu Ông có thể buông xả vạn duyên Hậu sự đều bàn giao xong Nhất tâm niệm Phật Cũng không đi khám bệnh Không uống thuốc nữa Đợi giảng sanh Tâm lý ông khỏe mạnh Tâm trạng ổn định dùng sức mạnh này để tiêu diệt tế bào ung thư dùng loại sức mạnh này hồi phục sức khỏe bình thường bác sĩ nói là kỳ tích chúng tôi thấy không phải là kỳ tích rất là bình thường ý nghĩ có thể thay đổi sinh lý của một con người cho nên chết nó thật sự ung thư Cũng không thể chết Tại vì sao ung thư bị chết vậy Do sợ mà chết Lời tôi nói cũng là rất có đạo lý Bạn biết Đây không phải là lời giả dối Đều là do sợ mà chết Bạn nói xem có quan uổng hay không Cho nên bệnh không gây chết người Chết đều là do sợ mà chết Mình cảm thấy rất sợ hãi hàng ngày sợ hãi hàng ngày sợ chết Hằng ngày nghĩ đến chết Thì sao họ không chết sớm cho được chứ Họ đương nhiên sẽ chết Chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý Biết được làm thế nào Có thể khắc phục bệnh khổ Bệnh nhất định là Nghiệp chướng Khi nghiệp chướng hiện tiền Thì phải biết làm sao tiêu trừ nghiệp chướng Phương pháp tốt nhất của tiêu trừ nghiệp chướng Là đoạn ác tu thiện tích lũy công đức Nhất tâm hướng Phật Phật là trí thiện Tất cả Pháp thế gian và xuất thế gian Không có gì thiện hơn Phật Niệm Phật là thiện đứng đầu Niệm Phật thật sự có thể giải quyết tất cả vấn đề Tại vì sao không niệm Phật chứ Nếu như nói niệm Phật là mê tín Phần trước nó bạn tạo nghiệp nặng Mê tín niệm Phật cũng có thể được phước Huống hồ bạn có thể tránh tính Bạn có thể hiểu rõ Lợi ích nhận được khi hiểu rõ niệm Phật Là được ngay hiện tại Mê tín thật sự là chấp mê rồi Họ hiện tại cũng có thể được phước Bởi vì Họ có thể y giáo phụng hành Họ cũng có thể đoạn ác tu thiện Dù họ không hiểu rõ về đạo lý này Thế nhưng họ thật sự chịu làm Chịu làm thì được phước Chúng ta cần hiểu rõ những đạo lý này Sau cùng chỗ này giải thích Thử dai thị nghiệp đạo luân đối Vị định khinh trọng Hoặc nan xả thọ Hoặc bất đắc vũ Nam nữ tục nhãn Bất biện thị sự Phật ở chỗ này Nói cho chúng ta biết Đây là nói rõ Loại bệnh nghiệp chướng thứ nhất Cửu sử sàn chẩm Cầu sanh cầu tử Liễu bất khả đắc đây là do nguyên nhân gì? Nguyên nhân có rất nhiều loại Có một loại là Do Hoàng gia trái chủ của họ Lúc này họ đang Tố cáo với vua Diêm La Họ đến nơi đó Tranh luận Sự việc này vẫn chưa kết án Cho nên Bệnh này Của họ Chưa có khởi sắc Đây là một loại Thật sự là có Loại thứ hai Hoặc là khó chết Là như vừa rồi tôi mới nói Họ vẫn còn phước báo Chưa có hưởng hết Họ không chịu xả phước báo Nếu họ chịu xả Thì vấn đề đó được giải quyết ngay Họ không chịu xả Vẫn tiếp tục muốn hưởng phước Vậy chỉ có nằm trên giường mà hưởng thôi Họ không chịu xả Không buông được Đây là một loại Hoặc bất đắc vũ Đây là loại thứ ba loại thứ ba ở trong đây nhất định có một số nguyên nhân khác biệt bệnh này của họ không thể lành nhưng họ cũng không thể chết người thế gian chúng ta nhìn thấy hiện tượng này không hiểu được nguyên nhân đích thực của họ Đây đều là do Nghiệp báo Cùng với oan gia trái chủ Đòi nợ trả nợ Chiêu cảm nên Những oan nghiệp này Mới xảy ra những sự việc như vậy người thế gian không có thiên nhãn không có túc mạng thông không hiểu được chân tướng sự thật thế nhưng có một nguyên tắc chỉ cần tu phước là được tất cả các thứ nguyên nhân gây nên bệnh này tuy khác nhau nhưng bạn tu phước nhất định là có lợi ích phía dưới đây là dạy cho chúng ta đản đương đối chư phật bồ tát tượng tiền cao thanh chuyển đọc thử kinh nhất biến đây là dạy cho chúng ta phương pháp trong khoa chú nói tu phước thoát tội đây là nói đến đọc kinh đọc kinh có thể có hiệu quả sao chúng tôi từng gặp việc này người thân quyến thuộc của họ ở trước phật bồ tát to tiếng đọc tụng kinh này một biến thử xem có hiệu quả hay không kết quả là không hiệu quả đừng nói đọc một biến mà đọc mười biến đọc trăm biến đọc nghìn biến cũng không có hiệu quả mấu chốt là ở chỗ nào vậy mấu chốt là cách đọc kinh như thế nào dùng tâm chân thành cung kính mà đọc trong khi đọc kinh khởi vọng tưởng thì không được rồi thế thì không hiệu quả lần trước tôi kể cho các bạn nghe về chuyện thích kế quan chẳng phải là rất rõ ràng hay sao Đọc Kinh Kim Cang Kinh Kim Cang rất ngắn Chỉ có hơn 5.000 chữ Trong khi đọc Kinh Hơi có một chút xem tạp Là không có hiệu quả Kinh dài như vậy Đọc xong một bộ Trong đó khởi vọng niệm Thì không có hiệu quả rồi Cho nên mở quyển kinh ra Từ như thị ngã văn Đến tính thọ phụng hành Đọc qua một biến Không có một vọng niệm thì có hiệu quả người thế gian vẽ bùa ở trung quốc rất thịnh hành bùa vẽ ra rất linh niệm chú chú cũng rất linh linh ở chỗ nào chị linh ở chỗ thành dùng tâm chân thành vẽ bùa người vẽ bùa biết họ đặt bút xuống nét bùa vẽ ra một niệm không sanh tuyệt đối không có một niệm thì mùa này sẽ rất linh bình thường phải luyện tập vẽ rất thuần thục đến khi vẽ không được có một ý nghĩ gì khởi một ý nghĩ thì mùa này sẽ không linh niệm chú cũng như vậy khi trị niệm chú đại bi có thể trị hết thảy bệnh vì sao vậy khi niệm chú một niệm không sanh đọc kinh cũng như vậy bộ kinh này khi đọc lên không có một vọng niệm thì niệm kinh này mới linh mới có hiệu nghiệm vừa niệm kinh vừa khởi vọng tưởng như thế thì sao được chứ thế thì không linh rồi mấu chốt là ở chỗ này bạn muốn hỏi Tại vì sao người khác đọc bộ kinh này cho họ Họ đạt được lợi ích Bạn nghĩ về chuyện bà la môn nữ quan mục nữ ở phía trước bạn sẽ hiểu ngay Lợi ích mà họ được là 1 phần 7 Còn người đọc kinh thì được 6 phần 7 Nếu như không vì họ bị bệnh Thì bạn sẽ không đọc kinh Sẽ không chuyên tâm đọc như vậy Đạo lý là chỗ này Vì nhờ nhân duyên bị bệnh của họ Mà thành tựu công đức đọc kinh của bạn Nên họ được hưởng một phần Nếu bạn đọc hai biến Họ sẽ được hưởng hai phần Cho nên gặp được con cái hiếu thuận Người thân quyến thuộc hiếu thuận Có thể sẽ dựa theo phương pháp này mà tu hành thì sẽ được lợi ích công đức không thể nghĩ bà đây là lợi ích công đức thù thắng nhất với đây nói là lợi ích thứ yếu một người ở trong một đời này có thể được mấy lần đọc kinh chuyên tâm như vậy là rất hiếm có, khó gặp. Đọc kinh như vậy là do tự tánh sáng suốt hiển lộ. Thí dụ chúng ta ở trong vô minh tâm tối, thời gian quá lâu, quá lâu rồi, niệm một biến kinh này là giống như tia chớp sáng lên một lần vậy. Trong một trăm nghìn năm khó có ánh sáng chớp một lần lần này lại có thể lóe sáng một lần ánh sáng này rất là hiếm có có được một lần này thì họ sẽ có lần thứ hai có lần thứ hai sẽ có lần thứ ba giống như niệm phật đường hiện nay của chúng ta vậy mọi người đến nơi này để niệm phật một ngày hoặc giả là niệm một giờ niệm hai giờ bạn sẽ cảm nhận bầu không khí của niệm phật đường khác nhau bạn ở trong đây dễ dàng nhiếp tâm trong đời bạn khó có thể gặp được một vài lần đích thân bạn cảm nhận chính mình thể nghiệm bình thường chúng tôi muốn nói với bạn nhưng rất khó nói ra bạn rất khó thể hội được Chỉ đích thân bạn đến nơi đây niệm dài ngày Sẽ hiểu rõ Sẽ cảm nhận được ngay Đây là lợi ích chân thật Bạn cảm nhận được nơi đây Bạn sẽ thường xuyên nghĩ đến niệm Phật Sẽ đánh thức Tâm niệm Phật của bạn Thúc đẩy bạn hứng thú niệm Phật cho nên công đức của niệm phật đường này rất lớn đạo lý là ở chỗ này nói rõ ra cũng là cùng một đạo lý cho nên niệm phật nhất định phải dùng tâm chân thành mà niệm thường nói là không hoài nghi không xen tạp không gián đoạn nhất định niệm đến tâm thanh tịnh của bạn xuất hiện tâm thanh tịnh là chân tâm vọng niệm dừng hết rồi thì chân tâm hiện tiện công đức là ở chỗ này phật nói ở trên kinh đặt tâm vào một chỗ việc gì cũng xong đây là bạn niệm bộ kinh này bộ kinh này niệm xong rồi tóm lại phải từ một tiếng rưỡi đến hai tiếng trong khoảng thời gian này bạn chú tâm vào một chỗ cho nên có thể sanh ra hiệu quả lớn như vậy đây là công đức đứng đầu đây là chủ phía dưới là phụ trợ đây là trợ duyên hoặc thủ bệnh nhân khả ái chi vật hoặc y phục bảo mối trang viên xá trạch đây chính là những tiền tài vật chất của bệnh nhân Bất luận nhiều hay ít Nhất định phải dùng để tu phước Đối bệnh nhân tiền cao thanh sướng ngôn Tu phước cho họ phải nói cho họ biết Đặc biệt là người lúc sắp mạng chung Đầu óc họ vẫn còn tỉnh táo Phải nhắc nhở họ Trong đời họ đã làm bao nhiêu việc tốt Nhắc nhở họ Lúc này khiến cho bản thân họ sanh tâm hoan hỷ Nói cho họ biết mình đã từng tu bao nhiêu phước Sau khi họ chết Họ sẽ đi về cõi lành Lời nhắc nhở này Thông thường gọi là Khai thị Vô cùng quan trọng Đừng nhắc đến việc tội lỗi Mà trong đời họ đã làm Do lúc này nếu nhắc đến việc này Thì họ sẽ đi về đường ác nên nhắc nhở những việc tốt, những việc công đức nào mà họ đã làm. Cho nên vào lúc này, nếu như họ không có tu phước, thì người thân quyến thuộc tu phước thay cho họ, phải nói cho họ biết ngã mổ giáp đẳng, vị thị bệnh nhân đối kinh tượng tiền, xả chư đẳng vật hoặc cúng dường kinh tượng hoặc tạo phật, bồ tát hình tượng hoặc tạo tháp tự hoặc nhiên du đăng hoặc thí thường trụ xem tiền của họ được bao nhiêu xem nhân duyên hiện tại những thứ này thấy đều có thể làm đều tu phước ở trong tam bảo đây không phải là mê tín tu phước đức này đây là việc người thế gian không biết người thế gian luôn cho rằng đem tiền này làm từ thiện cứu tế giúp đỡ những người nghèo khổ công đức này là lớn họ không biết được tu phước trong tam bảo rất thù thắng chúng ta ngày nay nói thật ra hòa thượng người xuất gia các bạn chung quy lại là lừa gạt người ta họ không tin cho nên sự việc này rất khó rất khó nói lời thật họ không tin nói giả thì họ tin đây là thời khắc quan trọng trong đời không có thời khắc nào quan trọng hơn lúc này trong thời khắc này nếu như đem tiền của họ mà đi làm cứu tế, làm những sự nghiệp từ thiện thì phước rất nhỏ, là thật chứ không phải giả, là phước báo nhỏ, không thể chuyển được nghiệp của họ. Tu phước trong tam bảo, dân một đóa hoa, thắp một ngọn đèn, thật sự là tiêu nghiệp chướng. thật sự là được vô lượng phước hiện nay tại vì sao tu phước trong tam bảo cảm ứng không rõ rệt vậy không có được cảm ứng rõ rệt giống như thông thường ghi chép trước đây điều này không phải không có đạo lý đạo tràng trước đây thật sự có người ở trong đó tu hành cho nên họ cảm ứng vô cùng rõ rệt hiện tại có rất nhiều đạo tràng không đúng như pháp trú Chú chúng ở trong đó tu học không đúng như pháp chú chúng ở trong đó tu học không đúng như pháp họ hàng ngày vẫn là làm chuyện thị phi nhân ngã vẫn là tạo tham sân si mạng cho nên tu phước ở trong đây không phải là không có phước mà phước không rõ ràng không nổi bật hay nói cách khác đời này không nhận được đạo lý là chỗ này nếu như đạo tràng này thật sự là có người đang tu đạo trong tu đạo dễ thấy nhất là thật sự có người niệm phật người niệm phật này là người như thế nào? chân thật là thân tâm thế giới tất cả buông xả nhất tâm niệm phật cầu sanh tịnh độ có một người như vậy thì bạn tu phước ở đạo tràng này công đức sẽ vô cùng thuộc thắng bởi vì người này tương lai họ nhất định giảng sanh giảng sanh sẽ thành phật khi bạn đốt một nén hương thắp một ngọn đèn ở trong đây Đều là công đức chân thật Bằng thật sự dân cúng đến Phật rồi Cho nên tu phước ngay hiện tiện Chúng ta phải nhận rõ ruộng phước Ruộng phước chân thật Thì được phước sẽ vô cùng rõ rệt Chúng ta hiểu rõ đạo lý này là tốt trong đây nêu ra mấy sự việc điển hình duyên tu phước trong tam bảo quá nhiều quá rộng chỉ nêu ra mấy thí dụ này là thường thấy nhất mọi người đều có thể hiểu được cúng dường kinh tưởng kinh là kinh điển của phật tượng là hình tượng phật bồ tát cúng dường kinh tượng cúng dường như thế nào cúng dường tài chứ cúng dường pháp không thể tách rời cho nên cúng dường tài chính là cúng dường pháp Giống như chúng ta hiện nay in kinh vậy Hiện nay ở thời đại này Ngoài in kinh ra Ngoài dùng kinh điển để hoàn pháp ra Chúng ta hiện nay có băng ghi âm Băng ghi hình Có CD Có nhiều cách thức hơn trước đây Tiền của của chúng ta dùng cho những việc này Đều là cúng dường kinh tưởng kinh điển tượng phật tùy theo khoa học kỹ thuật mà lưu thông giống như hiện nay vcd có hình ảnh mạng internet tương lai cũng có hình ảnh hình ảnh người ta vừa mở ra là nhìn thấy hình phật trước Sau đó lại nhìn thấy giảng kinh Nghe kinh Trên mạng internet có đầy đủ tam bảo Bạn vừa mở ra là nhìn thấy Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni Phật trước Chúng ta tu tịnh độ Tiếp theo đó là nhìn thấy Tây Phương Tam Thánh Liên trì hải hội Chúng ta có ba bức hình Sau khi xem xong Sau đó lại bắt đầu giảng kinh đây chính là cúng dường kinh tượng hoặc tạo phật bồ tát hình tượng chúng ta xây dựng niệm phật đường trong niệm phật đường phải cúng dường hình tượng phật bồ tát cúng dường tây phương tam thánh có khả năng thì tự mình tạo một bức Phần trước Đã nói tượng đắp nặng Hay điêu khắc bằng gỗ Hoặc đúc bằng vàng bạc đồng sắt Đều được Tự xem tiền tài sức lực của chính mình Nếu như tài lực nhiều Thì đúc tượng bằng vàng bạc đồng sắt Tượng này có thể lưu truyền được dài lâu còn tượng đắp nặng bằng xi măng hay điêu khắc bằng gỗ thì không lưu truyền lâu dài bằng tượng kim loại bạn lưu truyền càng lâu dài thì sức ảnh hưởng sẽ càng lớn công đức cũng sẽ lớn được phước là nói từ nơi này tượng phật là tác phẩm nghệ thuật cao độ trong thế gian vàng bạc đồng sắc hợp chung lại đây là hợp kim thời xưa dùng cách thức này để đúc tượng rất nhiều đó là dùng hợp kim để đúc tạo tượng thông thường dùng thành phần đồng là nhiều nhất trong đó có bạc có vàng tạo tượng phần trước nó qua rồi bất kể hình tượng bồ tát lớn hay nhỏ công đức đều như nhau nếu như đạo tràng này đạo tràng quan trọng là hằng ngày phải có giảng kinh thuyết pháp để cho những tín đồ tham bái này đều có thể hiểu được ý nghĩa của pháp tượng trưng trên hình tượng phật bồ tát để họ được nhiều lợi ích giống như chúng ta cúng dường bồ tát địa tạng bồ tát địa tạng là đại biểu cho hiếu thảo cha mẹ tôn trọng sư trưởng nhìn thấy bức tượng này liền nghĩ đến ta phải hiếu thảo cha mẹ nhắc nhở hiếu thảo cha mẹ nhắc nhở tôn sư trọng đạo bạn nói công đức này bao lớn không có hình tượng này Thì quên hết rồi Bồ Tát Quan Thế Âm Đại biểu cho Đại Từ Đại Bi Cứu khổ, cứu nạn Nhìn thấy chúng sanh có khổ Mà liền dùng tâm từ bi để cứu giúp họ Hình tượng Phật Bồ Tát Từng giây từng phút đang nhắc nhở bạn Công đức của họ là ở chỗ này nếu như không hiểu rõ Về ý nghĩa của pháp tượng trưng Đó là thuộc về mê tín Mê tín cũng được Vừa qua căng tay Dính diễn thành hạt giống đạo rồi Trong a la gia thức của họ Có hình tượng Phật Bồ Tát Thế nhưng Lợi ích công đức chân thật của họ Việc đó thì không phải ở đời này Đến khi nào hiểu rõ Thì lợi ích công đức đó sẽ khởi hiện hành Họ không hiểu rõ Thì lợi ích công đức này vĩnh viễn hàm chứa Trong A Lại Gia Thức Hạt giống đó rất đáng quý Tháp tự Thì tài lực phải hùng hậu hơn nữa Tháp là nơi lưu giữ xá lợi Lưu giữ xá lợi Phật Tự là nơi hoàng dương Phật Pháp ý nghĩa của tự chúng ta cũng phải hiểu rõ cũng phải sáng tỏ vào thời xưa đế dương tự là nơi làm việc của họ dùng cái danh sinh này cho nên tự là nơi làm việc ý nghĩa này là gì ý nghĩa là tiếp nối không dứt có thể truyền mãi đời đời tự là có ý nghĩa như vậy hay nói cách khác cơ quan này là cơ quan vĩnh cửu chứ không phải lâm thời là muốn truyền từ đời này sang đời khác đời đời tiếp nối mãi là cơ quan vĩnh viễn cái này gọi là tử Tử là cơ quan làm việc Là hoàn toàn khác với miếu Miếu là nơi tế thần, tế quỷ thần Còn tử là cơ quan làm việc Hiện nay mọi người không hiểu ý nghĩa này Đều xem tự là miếu Hiện tại khi đọc thấy Nhìn thấy chữ này họ đều hiểu sai đi ý nghĩa Vậy thì hết cách rồi Chúng ta không thể không thay đổi Hiện nay đạo tràng chúng ta dùng học hội Dùng danh từ hiện đại Để mọi người nhìn thấy không đến nỗi mê hoặc Chúng ta ngày nay cũng dùng chữ tự Khi người ta nhìn thấy Nói đây là tôn giáo, đây là mê tín Trong đây làm chuyện mê tín không hiểu được ý nghĩa chính cho nên nhất định phải giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp nhất định phải lên lớp. Hoặc nhiên du đăng đèn dầu là đại biểu cho sáng suốt. Nhất định phải hiểu ý nghĩa. Nhìn thấy đèn liền nghĩ đến tâm địa của ta phải sáng suốt. Không những tâm địa phải sáng suốt hơn nữa phải xả mình vì người đèn dầu nghĩa là đốt cháy chính mình để soi sáng cho người khác đèn dầu là biểu thị cho ý nghĩa này cúng phật cúng đèn dầu không phải phật cần đèn đèn là pháp tượng trưng đèn dầu đèn cày tượng trưng vô cùng nổi bật là đốt cháy mình để soi sáng cho người khác Vì xã hội Vì chúng sanh Xã mình vì người Chúng ta muốn phục vụ Tận tâm tận lực đi làm Tuyệt đối không mong cầu thù lao Nếu như nói đến thù lao Thế là bạn không phải học Phật rồi là bạn không phải phục vụ chúng sanh. Bạn là giao dịch mua bán rồi. Đây là Phật dạy cho chúng ta. Nếu mỗi người đều có được tâm nguyện này, đều có nhận thức chung này, thì thế giới này đương nhiên là ổn định và qua bình dày lâu, tự nhiên sẽ hưng thịnh phồn vinh người nào cũng sống cuộc sống hạnh phúc mỗi người đều không vì mình đều có thể vì đại chúng vì xã hội thì thế giới mới an lành ai đi làm vậy phật bồ tát dẫn đầu làm chúng ta là người đệ tử của phật phải làm theo cho nên trong phật pháp không cho phép có ý riêng của mình là đạo lý gì ý của chính mình là ý của lục đạo luân hồi có ý của mình liền có ngã chấp cảnh giới do ngã biến hiện ra chính là lục đạo luân hồi. Vô ngã thì không có lục đạo luân hồi. Có ngã liền có lục đạo luân hồi, vô ngã thì không có lục đạo luân hồi. Phật dạy chúng ta là pháp chân thật. Chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê luyến ở trong sanh tử lục đạo. Phật đánh thức chúng ta vậy bảo chúng ta phải giác ngộ chân thật giác ngộ rồi thì không còn ngã nữa thì bạn mới có thể thoát khỏi tam giới lục đạo không còn ngã nữa cho nên tôi khuyên mọi người không còn ngã thì chúng ta sống ở trên thế giới này để làm gì diễn kịch cách diễn như thế nào kinh điển chính là kịch bản diễn theo kịch bản là không có ý của ta dựa theo kịch bản mà trong kịch bản vậy chúng ta làm như thế nào thì chúng ta làm như thế đó vậy chúng ta cái nào không được phép làm thì chúng ta không làm hoàn toàn diễn kịch dựa theo kịch bản tất cả kinh mà phật nói chính là kịch bản phật diễn theo kịch bản này bồ tát cũng diễn theo kịch bản này cho nên các ngài ở trong thế gian này gọi là du hí thần thông bạn hỏi các ngài có ý riêng của mình hay không không có kinh là do phật nói ra đây có phải là ý của phật hay không không phải phật ở trên kinh bát nhã đã phủ định phật chưa từng giảng kinh là không có ý của riêng mình kinh điển đó rốt cuộc là gì kinh điển là vốn dĩ như vậy ở trong tự tánh cho nên chúng ta sống đời sống như vậy là sống đời sống vốn có của tự tánh đời sống vốn có của tự tánh chính là đời sống của chư phật bồ tát làm gì có một chút nào ý của riêng mình chứ vĩnh gia đáp với lục tổ rất hay phân biệt cũng không phải là ý chấp trước cũng không phải ý phân biệt chấp trước không phải là ý của riêng mình nghĩa là gì hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Chúng sanh phân biệt như vậy Nên tôi nương theo phân biệt của anh Chúng sanh chấp trước như vậy Nên tôi nương theo chấp trước của anh Chứ bản thân tôi không có phân biệt Cũng không có chấp trước Cho nên phân biệt chấp trước Đều chẳng phải ý Như vậy thì tự tại biết bao Vô ngã Vô ngã thì không có sanh tử Thấy đều là biểu diễn Là diễn kịch phải hiểu rõ đạo lý này đây mới là chân tướng sự thật của nhà phật cũng gọi là chân tướng của vũ trụ nhân sanh nếu bạn không chịu diễn kịch thì bạn tạo lục đạo luân hồi rồi phật bồ tát du ý thần thông chúng ta học phật cũng phải học du hí thần thông cho nên phải hiểu được nghĩa thú tượng trưng Của từng câu từng chữ Trong một đoạn kinh văn Một câu kinh văn Chúng ta cần phải học tập như thế nào Làm sao thực tiễn vào trong đời sống Để đạt được thọ dụng chân thật Hoặc thí thường trụ Thường trụ dùng cách nói hiện nay để nói Chính là ngân quỷ ở trong đạo tràng là những chi phí thường ngày ở trong đạo tràng là nhu cầu thiết yếu trong đời sống của tứ chúng đồng tu và người tu đạo đây là thuộc về thường trụ đây là công đức chân thật đại chúng xã hội hiện nay vẫn còn hiểu không rõ ràng điều này có thể chậm một bước đồng tu đã học phật chúng ta trong tứ chúng đệ tử không thể không biết không thể không giảng rõ ràng chỉ có khi bạn hiểu rõ ràng minh bạch rồi thì bạn mới có thể dẫn đầu đi làm mới chịu đi làm có niềm tin nghị lực kiên định nhất định không bị dao động trong chú giải này của ngài rất hay tạo tượng thì trích dẫn trong kinh phước báo tạo tượng trong tạp bảo tạng kinh nói đến công đức của xây tự đốt đèn thì trong thí đăng kinh các vị đều có thể tự mình xem lấy Mời xem kinh văn dưới đây Như thị tam bạch bệnh nhân Khiến lệnh văn tri Đây là lúc người bệnh Vẫn còn tỉnh táo Vẫn còn sáng suốt Phải nói ba lần cho họ biết đây là làm họ nhớ thêm sâu đậm hơn thật ra nếu như khi người bệnh bị bệnh nặng rồi cần phải làm như thế nào mỗi ngày nói với họ vài lần để họ có ấn tượng thật sâu việc này quan trọng để họ biết bản thân họ đã làm những việc tốt lợi ích công đức Việc này giúp ích rất lớn Đối với cõi họ sanh đến sau khi chết Đây là nói lúc người bệnh còn tỉnh táo Như đây nói Giả lệnh chư thức phân tán Chí khí tận giả Chư thức phân tán chính là bất tỉnh nhân sự Lúc này bạn nói với họ Họ không có phản ứng Phần trước nói khi ý chí của họ vẫn chưa phân tán Bạn nói với họ, họ gật đầu Họ biết Nếu như lúc tinh thần còn tốt hơn nữa Họ hiểu được Thì họ cũng sẽ nói Họ rất quan hỷ Đến khi thể lực vô cùng suy yếu Khi không thể nói chuyện được Họ hiểu, họ cũng sẽ đồng ý Họ sẽ ám thị với bạn Đến khi các thức phân tán Họ không còn tri giác không còn tri giác vẫn phải nói chí khí tận giả Nãy chí nhất nhật nhị nhật tam nhật tứ nhật chí thất nhật dĩ lai tức là 7 ngày sau khi họ đã dứt hơi thở vẫn là phải thường xuyên nói với họ vì sao vậy sợ a là do thức của họ chưa có lìa khỏi làm như vậy chỉ có lợi ích chứ không có hại đảng cao thanh bạch cao thanh độc kinh Mỗi ngày đọc kinh Đọc cho họ một biến hoặc hai biến Khi đọc kinh nhất định phải nhớ kỹ Tâm chân thành Tâm cung kính Nhất định phải làm đến Không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn Không gián đoạn Tức là đọc một lần Là phải hết trọn bộ kinh này Không được chia thành mấy đoạn Nếu chia thành mấy đoạn Thì trong đó sẽ có sen tạp hiệu quả sẽ thấp sẽ kém đi rất nhiều nên khi đọc kinh tuyệt đối không được có bất kỳ việc gì đến quấy nhiễu điểm này rất quan trọng nếu như đọc kinh ở nhà việc quấy nhiễu nhất là điện thoại nên khi đọc kinh tốt nhất là tắt điện thoại đi không để bất kỳ người nào quấy nhiễu bạn. bạn dùng tâm thanh tịnh để đọc, bạn mới có thể thu được hiệu quả. bình thường nếu như thường hay bị quấy nhiễu, lúc đọc thường hay gián đoạn, thì kiểu đọc kinh này để giúp bạn làm quen, khiến bạn dần dần đọc kinh tương đối thuộc là giúp bạn quen thuộc là ở giai đoạn luyện tập. Làm vậy không có tác dụng gì lớn lắm Lúc này đọc kinh yêu cầu không sen tạp Không gián đoạn Cũng giống như là đi đánh giặc vậy Lúc này không phải luyện tập Là nhất định yêu cầu Được hiệu quả công đức chân thật Cho nên nhất định phải biết Bình thường luyện tập Đó lại là một chuyện Là làm quen Bình thường đọc là cho quen Lúc đó gián đoạn không có sao là cho có việc để làm. Khi không có việc niệm một đoạn thường xuyên đọc để cho quen. Sau khi thuộc rồi, thật sự nói đến tu hành. Mỗi ngày đến khi đọc kinh, tuyệt đối không được có quấy nhiễu. Đọc kinh phía trước tôi đã từng nói qua nhiều lần với các chị rồi. Giới định quệ tam học hoàn thành cùng một lúc. Cách đọc kinh này cũng là hoàn thành giới định quệ tam học cùng một lúc. Cho nên đó là thuộc về công phu tu hành. Công đức tu học. Cách đọc này khác với cách đọc kinh bình thường. Từ đó cho thấy lợi ích của cách đọc kinh này có công đức lớn hơn giảng kinh. Giảng kinh nói thật ra là tu phước, không phải công đức. Đọc kinh là công đức, giảng kinh là phước đức. Trong công đức có phước đức, trong phước đức không có công đức đây cũng là đạo lý nhất định tông giảng kinh nếu như muốn có công đức đó lại là một cảnh giới khác rồi cổ nhân thường nói tùy văn nhập quán đó là công đức bàn giảng đoạn kinh văn này mình chân thật nhập vào cảnh giới này đây là công đức nếu như không vào được cảnh giới này thì đó là phước đức vào cảnh giới này là công đức từ đó cho thấy Đều ở cá nhân mỗi người Thị nhân mạng chung chi hậu Túc ương trọng tội Chí ư ngủ vô gián tội Vĩnh đắc giải thoát Sở thọ sanh xứ Thường tri túc mạng Lợi ích này là quá lớn rồi thật sự không thể nghĩ bàn rất nhiều người đọc đến kinh địa tạng nói kinh địa tạng có lợi ích lớn như vậy tạo tác tội nghiệp cực nặng hình như niệm bộ kinh này quá dễ dàng liền có thể khiến cho họ thoát khỏi năm tội nghiệp vô gián nên không có người tin bạn không tin nên khi bạn đọc kinh này bạn có hoài nghi khi bạn đọc vẫn có vọng tưởng ở trong đó bạn lại có xen tạp cho nên không thu được hiệu quả nên càng tin kiến giải này của mình là không sai đều cho rằng lợi ích công đức mà trong kinh phật nói hình như quá khoa trương hình như là để khuyên người ta đọc chứ trên thực tế không thể có được lợi ích như vậy đây là tâm phạm phu Dùng vọng tưởng phàm phu Để đo lường tri kiến của Phật Bồ Tát Vậy là sanh ra sai lầm rất lớn Chúng ta nên biết Tội hay phước Là ở trong khoảng một niệm Một niệm bằng chuyển đổi trở lại liền từ trong địa ngục Chuyển đến cảnh giới Phật Pháp môn tịnh độ bình đẳng thành phật chính là đạo lý này chúng sanh trong địa ngục a tỳ vừa xưng nam mô a di đà phật đều có thể thành phật mấu chốt là ở cái tâm đó thật sự chuyển trở lại tâm cực ác chuyển đổi thành tâm thanh tịnh tột cùng bạn muốn hỏi có thể chuyển trở lại được không? Được Trên lý luận nhất định là được Vì sao vậy? Vọng niệm là giả Vọng tưởng là giả Bồ Tát Mã Minh nói rất hay Bất giác vốn không Bổn giác vốn có Thế thì sao không thể chuyển trở lại được chứ? Bất giác chính là vọng niệm Địa ngục A Tỳ là bất giác Bất giác vốn không có chỉ cần bạn thật sự giác ngộ triệt để vốn dĩ không có Bỗng chốc liền xá sạch sẽ vốn dĩ có Thì lập tức hồi phục ngay Cho nên từ địa ngục A Tỳ Siêu sanh đến Phật Đạo Viên mãn Đều ở trong khoảng một niệm Vấn đề là một niệm của bạn có thể chuyển trở lại được hay không Điều này có căn cứ lý luận Chứ không phải nói tùy tiện Đọc bộ kinh này Thật sự có thể làm được Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn Niệm một mạch là xong Thì trong khoảng một niệm này Liên chuyển thành Phật Đạo Cho nên trong khoảng một niệm này Là giới định huệ tam học đều viên mãn. Dùng công đức như vậy siêu độ người nghiệp chướng sâu nặng, họ thật sự nhận được lợi ích. Chỗ này nói: Sở thọ sanh xứ thường tri túc mạng. Công đức của người đọc kinh là quá lớn rồi. Còn hơn thế nữa, ở đây thọ sanh vào đâu? Hoặc là sanh đến nhân gian Hoặc là sanh về cõi trời Loại siêu độ này Cao nhất Chỉ có thể đến trời đau lợi Vì sao vậy? Dựa vào phước của người khác Hưởng phước của người khác Chỉ có thể đến trời đau lợi mà thôi Tự mình tu hành Thì còn hơn thế nữa Cho nên chúng ta Từ xưa đến nay Chúng ta nhìn thấy Bảo chí công Siêu độ Cho phi tử của vua Lương Võ Đế Đến trời đau lợi Bảo chí công là Bồ Tát quan Thế Âm Tái Lai Mọi người hiện nay tụng Lương Hoàng Sám Sám nghĩa của Lương Hoàng Sám Chính là bảo chí công Siêu độ phi tử của vua Lương Võ Đế Sanh về trời đau lợi chúng ta ở trong kinh này nhìn thấy quan một nữ bà la môn nữ siêu độ cho người thân của họ cũng là sanh về trời đau lợi phước báo lớn nhất chỉ có thể về trời đau lợi mà thôi muốn lên cao hơn cõi trời đau lợi thì phải dựa vào công phu tu hành của mình không có công phu tu hành của chính mình chỉ dựa vào phước báo của người khác thì không được rồi phước chỉ có thể sanh đến trời đau lợi tứ vương thiên đau lợi thiên thọ sanh vào đâu cũng thường nhớ biết việc đời trước biết việc đời trước là rất có lợi hơn nữa lợi ích rất lớn biết được chân tướng sự thật của nhân duyên quả báo người biết việc đời trước nhất định không dám tạo nghiệp ác bởi vì họ biết làm ác có ác báo làm thiện được quả thiện họ biết đoạn ác tu thiện họ biết chăm chỉ đi làm những việc tích lũy công đức này cho nên biết được việc đời trước là có lợi như vậy từ đó cho thấy tu hành phải dựa vào lúc mình còn khỏe mạnh lúc còn thể lực chăm chỉ mà làm thật sự là tu công đức viên mãn của mình chứ không phải được một phần bảy đây là do người khác tu họ được một phần bảy được rồi hôm nay thời gian đã hết chúng ta chỉ dẫn đến chỗ này a di đà -f.